con gái mẹ mà có yêu anh nào thì phải tìm hiểu thiệt là kỹ giờ xã hội phức tạp lắm cẩn thận không bị lừa chứ chẳng chơi yêu thì phải dẫn về cho mẹ coi không được giấu con biết chưa mẹ là mẹ của con mẹ nhìn phát là biết ai xấu ai tốt ngay vốn dĩ đó từng là sự quan tâm của mẹ mà mình từng rất hạnh phúc khi được nghe bây giờ lại trở thành nỗi khổ tâm trong lòng mình chào mọi người đã bao giờ mọi người tự hỏi nếu một ngày phát hiện ra những người thân xung quanh mình không tuyệt vời như những gì bạn nghĩ thì bà sẽ thế nào chứ? Còn mình thì vừa kinh sợ, vừa thất vọng khi nghĩ đến đằng sau viễn cảnh gia đình hạnh phúc của mình lại là một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Bố mẹ mình lấy nhau đến đây đã được 25 năm rồi. Ở bên ngoài thì họ trông hạnh phúc lắm. Làng sớm mai cũng bảo bố mẹ mình là một cặp trời sinh dành cho nhau. Hồi đó trở thành vợ chồng được đâu đó 2 năm thì mẹ mình có bầu và sinh ra mình. Rồi sau đó vì nhiều lý do bố mẹ mình không sinh thêm nữa một phần lý do cũng là vì bởi trước khi lấy mẹ mình bố mình đã từng có một đời vợ và hai con riêng nên hàng tháng vẫn phải chu cấp cho hai người con đó vô hình chung mẹ mình phải phụ giúp vào việc nuôi con riêng của bố thật ra thì đây là chuyện khó mà tránh được hai vợ chồng lấy nhau kinh tế chung thì số tiền bố mình chu cấp cho con riêng cũng chính là tiền của mẹ mình tuy nhiên thì mẹ mình vẫn là một người phụ nữ tần tảo chưa bao giờ phàn nàn về chuyện này cũng như tham gia ý kiến ý cò chuyện bố mình chu cấp cho con riêng như thế nào thậm chí mẹ mình còn bảo cố gắng làm ăn để sau này còn có cái mà cho ba đứa con có thể khẳng định mẹ mình rất thương yêu chồng con ngày nào cũng đều đặn đi kiếm tiền chăm con chăm chồng cơm bà bố mình thì gần như ngược lại tuy là con cái nhưng ông rất có trách nhiệm đấy nhưng ông cũng là người rất trăng hoa điều khiến mình luôn cảm thấy kỳ lạ vì dù có trai gái đến đâu mẹ mình vẫn tha thứ chỉ cần bố mình không lúng quá sâu thì mẹ mình vẫn nhắm một mắt mở một mắt nhưng mà nếu phạm phải điều cấm kỵ là bố mình có dính líu gì đến vợ cũ thì mẹ mình sẽ lập tức ly hôn, đơn giản vì mẹ mình có chấp niệm rất lớn đối với vợ cũ của bố, dù không phải là người hay ghen tuông, bố mình đi với cô này cô kia mẹ bắt được vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên xử lý đâu vào đấy, thế nhưng cứ hễ chuyện gì dính dáng đến vợ cũ của bố là mẹ mình lại không thể kiểm soát nổi cho đến mấy năm gần đây thì bố mình không còn ra ngoài chơi bời nữa cũng không qua lại với vợ cũ mà chỉ đều đặn gửi tiền về cho hai đứa con riêng nên mình đã tưởng cuộc sống gia đình từ đây sẽ chỉ êm đềm rồi nếu không có cuộc nói chuyện với em gái của bà nội mình hôm đó trong lúc dọn dẹp đồ đạc của bà nội mình vô tình thấy một bức thư cũ mềm chữ mờ đến mức chỉ đọc được sơ qua nội dung nhưng cũng đủ để mình gai hết sống lưng mình mang câu chuyện này hỏi bà trẻ sau cuộc nói chuyện đó mình dường như không thể bình thường được trong ngôi nhà của chính mình. Hóa ra vào khoảng thời gian con riêng thứ hai của bố mình được 3 tuổi, thì bố và vợ cũ có nhiều mâu thuẫn với nhau. Họ ly thân mỗi người ở một phòng, nhưng cả hai đều không nghĩ đến việc ly hôn. Trong khoảng thời gian đó, bố mình vô tình gặp mẹ mình. Với cái tính trăng hoa của ông, ông liền tán tỉnh mẹ, nhưng chỉ là nghĩ là vui chơi qua đường. Ban đầu mẹ mình không hề biết việc ông đã có gia đình, nên mối quan hệ vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một ngày, mẹ mình vô tình phát hiện ra người yêu của mình đã có vợ con bức thư mình đọc được chính là bức thư mẹ mình viết gửi vợ cũ của bố nội dung đại loại là xin lỗi chị vì em đã vô tình trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của chị và anh quân chuyện này xảy ra cũng là một phần lỗi của em em sẽ chấm dứt với anh ấy bức thư này không hiểu vì sao lại nằm trong tay bà nội và vì bà đã mất mình cũng không thể biết được nguyên nhân nữa Kể ra thì bố mình cũng thiệt tài tình. Bố và mẹ mình yêu đương được gần 3 năm thì mọi chuyện mới vỡ lỡ. Trong suốt thời gian đó, bố mình vừa giấu được vợ cũ chuyện mình có người khác, lại vừa giấu được mẹ mình chuyện mình đã có gia đình. Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc trong... Nhưng mà khoảng thời gian đó, bố mình có tình cảm với mẹ thật. Lúc ấy bố và vợ cũ đã ly thân rồi, nên ông quyết định ly hôn. Theo mốc thời gian thì phải đến 6 năm sau bố mẹ mình mới lấy nhau hát ra lý do không có ảnh cưới là vì mẹ mình không muốn làm đám cưới không muốn chụp ảnh cưới và chỉ đồng ý đăng ký kết hôn vì nếu không thì không thể khai sinh cho mình thì ra không phải mẹ mình gây gắt hay ghen tuông với vợ cũ của bố mà là bà thấy có lỗi nên luôn sẵn sàng trả lại chồng cho người phụ nữ đó vì nghe qua người thứ ba là bà trẻ nên có nhiều chi tiết mình không hiểu cho lắm nhưng dù là lý do nào đi nữa chuyện mẹ mình là tiểu tam cũng là sự thật dù không muốn đào bới sâu câu chuyện này nhưng mình không thể gạt nó ra khỏi đầu Giờ cứ thấy mẹ là mình đặt câu hỏi Rốt cuộc sau khi biết bố đã có gia đình Mẹ có chấm dứt mối quan hệ với bố Hay là vẫn âm thầm qua lại với nhau Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc Mình lại thấy rợn người Khi nghĩ đến việc bố mình đã từng ngoại tình Bỏ vợ để đến với mẹ mình Giờ mình nên làm sao để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này đây Đúng là đã đen thì cái đèn nó cũng nhỏ Sáng nay chẳng biết tôi bước chân nào ra đường mà xui quá các mẹ ơi mua được gói xôi ngon lành mang đến công ty thì túi bị thủng xôi rơi mất hút còn mỗi cái vỏ không thất thểu đi lên văn phòng thì thang máy hỏng cuốc bộ tới tầng thứ ba thì bỗng dưng đứt dép bực cả mình lại phải đi chân đất lên chỗ làm ở tận tầng xấu chưa hết nay tôi còn cấp theo con trai đi làm nữa chứ ông bà nội có việc về quê bố nó thì đi làm nên chẳng ai trông cả vừa làm con vừa quậy mà phát khùng lên được chui vào nhà vệ sinh rửa mặt Tôi không thể ngờ vận đen nó bám da như đĩa đói. Vừa tháo kính ra để rửa mặt đi quờ quạng làm sao kính rơi xuống đất. Rồi lần mò tìm kính cái dâm vỡ tan cả cộng cả cái mắt kính luôn. Không thể tả nổi cái ngày giữa tuần kinh khủng này. Đành chạy vào xin xếp cho nghỉ ra ngoài đi cắt kính mới gấp. Mà xếp hậm hực hải hết cả hồn. Hàng đo cắt kính quen của tôi tận ở trên phố. Chờ cắt kính hơi lâu nên tôi có đưa đậu đi ăn cho đỡ đói. Trưa Hà Nội nắng 40 độ, hai mẹ con đều bồng nhau, nhìn chồng người ta dịu dắt vợ con đi ăn mà tuổi kể chồng mình cũng chu đáo vậy thì tốt đằng này cứ nhạt nhẽo thờ ơi đến nản được mỗi cái mã sáng sủa đẹp trai chết mình mê trai chứ chết ai bây giờ vừa đi vừa nhớ lại mấy câu thơ tình ngày xưa chồng tán văn vỡ như này hỏi có ai nghe xong mà không ngất liệm cơ chứ anh thiếu vàng đó là nợ anh thiếu vợ đó là anh chưa hết đừng lo anh sẽ thay lòng đến nhớt xe anh còn chẳng buồn thay và vân vân những câu thơ nhà làm khác đấy mồm cứ trơn như bôi dầu ấy Thế mà cưới vào rồi thì nhạt hơn nước ốc luộc. Đang nghỉ miên mang thì xe cặp bến, ngồi im thì không sao chứ bước chân xuống đất là có chuyện liền. Chưa có kính nên mắt tôi cứ mờ nhòe tèm lem chả rõ đường. Bước thấp bước cao và ngay phải bàn cà phê của ai đang lấn chiếm vỉa hè. Vỉa hè cho người đi bộ mà ngồi thò lò ra đó kỳ cục thật chứ. Nghĩ vậy thôi chứ mình sai. Cây guốc năm phân mượn của mũ yến gót kẹt ngay vào khe gạch nước trên đường mất đà tí thì húp trọn cốc nước của người ta luôn đẻ con giờ mới được nhờ may có đậu đứng bên mẹ kịp vịnh vai lấy lại thăng bằng nên không bị sắp mặt đang định quay xa xin lỗi vì khách đen đuổi rồi hỏi hang xem người ta có bị bẩn không thì lạ thay khách đó hình như sợ hãi gì tôi vừa quay mặt qua thì cả hai túm tay nhau bỏ chạy trối chết bà bán nước thấy thế gạo ầm lên ơ trả tiền nước chưa đi đâu đấy ăn quỵt à tổ cha dân ăn cướp đớp vội rồi chạy chúng mày quịch mấy chục ngàn của người già có nước trôi không có định tích đức cho con không ở cái lũ học thức sang trọng dởm kia lỗ tai còn đang lùng bùng mấy câu chửi của bà bán nước thì đậu lây lây tay tôi ơ mẹ ơi bố kìa bố vừa chạy đấy mẹ làm đổ nước của bố rồi con nói gì cơ bố nào bố đi với ai hay đi một mình thì bố nhà mình đấy bố minh của con bố đi với cô váy xanh xinh lắm mẹ ạ như người mẫu luôn điện thoại bố ở trên mâm mẹ đá rơi đây nè vừa nói đậu vừa đưa cho tôi chiếc điện thoại con nhặt được. Đúng mảnh nền là cu đậu rồi, sai vào đâu được. Trời thì nóng, khát khô cổ, lại gặp nhau, chồng dắt gái đi uống nước mà tôi á, bung biên. Máu dồn lên não, nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để không ảnh hưởng con. Nói con vào ăn trước đi mẹ có chút việc, tôi bấm ngay số chị Loan đồng nghiệp hỏi xem chồng có ở đó không. Mình có em nha, vừa chạy về mồ hôi đầm đìa đấy. Thế cô đi với cô nào áo xanh không chị? Có đâu em, nó về con mình à. Cây quá, may sao có tăng chứng, vật chứng và nhân chứng là con tôi đây. Trẻ con không biết nói dối, lần này về có chối đằng trời. Sẵn điện thoại của chồng trong tay, tôi phi thẳng sang bên đường, bỏ 500 nghìn, nhờ phá giúp cái khóa. Eo ơi đúng khốn nạn, tôn trọng quyền riêng tư của chồng, Giờ chồng đắp cho hai cái sừng công veo. Sau khi tìm hết áp này đến áp kia, cuối cùng tôi cũng bắt được hai đứa nó làm ổ trên tớp tớp, con kia khóa tớp tớp để chế độ bạn bè, mà bạn có mỗi lão quân chồng tôi thôi, quay toàn video nhạy cảm cho nhau xem khủng khiếp tởm thật chứ. Chưa hết mở tin nhắn lên, chúng nó còn gọi nhau vợ chồng, nghe ngưỡng hết mồm. Tin nhắn gần nhất của quân gửi cho con bé đó là Mặt sexy vào em nha, anh nhớ mùi hương, nhớ làn da mềm mại của em. Trưa nay cứ để anh được ngắm nhìn và yêu em thêm chút. Đọc đến đâu kinh tởm tới đó, tay tôi trung hết cả lên, thở không nổi luôn không nghĩ người mình đầu ấp tay gối mỗi đêm lại đồi bại như vậy, chủ gái đi uống nước rồi còn định tò te với nhau. Đúng là làm đổ có cốc nước thôi mà trời giấu thời tha luôn đi. Lão quân tối nay về chết chắc với tôi, không tử tế thì con này không cần thương hoa tiết ngọc gì hết. À tôi cũng không có nhu cầu ghen tuôn túm tóc làm xấu chồng, vì xấu chồng thì hổ mình thôi. Chiều đó cắt kính xong tan làm, như thường lệ thì sẽ là một màn cơm nóng hổi với những lời ngọt ngào âu yếm, nhưng đây thì mơ đi, tôi đi ăn ngoài cùng đậu, rồi gửi con qua nhà ông bà, sau đó ngồi ở nhà bật phim xem cho giảng dây thần kinh ra, chờ tội nhân về phán xử. Cơm không nấu, nhà không quét, bếp nút nguội tanh. Lại thêm bộ mặt nặng như đeo đá của tôi ngồi ở giữa nhà, khỏi phải tả biểu cảm của lão chồng khi tôi. Lắm la, lắm lét như thằng trộm, mãi chẳng nói được một câu xin lỗi ra hồn, cứ đứng trước mặt tôi, mướt mãi mồ hôi ấp a à, ấp úng, lỗi với cha anh, mất hết cả kiên nhẫn, đứng lâu chướng mắt, bẩn tầm nhìn nên tôi mở lời trước vớt bằng chứng lên bàn tôi tuyên bố luôn con này hiền chứ không lành mà phải chịu kiếp chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm qua con này luôn tự chủ kinh tế chăm chồng yêu thương bố mẹ chồng hết lòng hết dạ đến thế mà vẫn ra ngoài tìm ghệ nước nôi hú hí thì phúc anh dày ngang cái mặt anh rồi đây nói luôn cho đàn ấy biết sống với nhau đến giờ không còn chuyện ai lụy ai đâu sống vì con thôi mà con nó cũng lớn nó biết hết rồi làm bố mà sống không tử tế sau đó con nó khinh tôi chả tiếc cái của chung đụng mê con kia thì dọn quần áo cút ngay khỏi nhà trong đêm luôn tiền nông đây đủ sống đến già con cái tất nhiên thuộc về tôi vì bằng chứng anh cấm sừng ở đây anh không đủ tư cách nuôi cậu nữa vì con sò lạ mà tan cửa nát nhà anh thông minh có thừa quá suốt hơn chục năm qua quen với việc vợ hiền dâu thảo được vợ cung cúc cung phụng không cung cãi nửa lời nay được nghe chửi được đây nghiến tận mặt bằng những lời chua chát của vợ nên lão chồng tôi sốc ngôn ngữ lắm nhưng sai mà Sắp mất hết mà nên yếu thế. Nhà xe của tôi, con cái tôi nuôi. Cây cỡ lương 15 triệu. Nhiều so với ai chứ so với tôi chỉ là cái đinh gỉ. Thấy vợ rắn quá rồi. Không còn đường lui nữa. Nên Minh khóc tha thiết. mồm liên tục xin tha. Còn gọi điện cho bồ bật lo ngoài chia tay dứt khoát mà tôi không quan tâm. Ngồi ôm chân tôi từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Xong lại ra phòng khách quỳ. Mà tôi thấy cây cỡ sướng quá hóa đồ. Như thế ít nhất phải ngủ mã phanh thay. Tôi vừa dọn ra căn chung cư bên viên ở tạm để tránh xa cái bản mặt của mình. Ngày nào cũng lẻo đẻo đến cổng chung cư chỗ tôi chờ gặp như quỷ ám á. Giờ hết tình hết nghĩa rồi nhưng còn con. Đậu vẫn chưa biết chuyện xấu hổ bố nó làm ra. Mình ân hận tôi thấy rõ. Nhưng mà lòng người không nhìn trước được. Tôi sợ tha thứ hắn sẽ tái phạm mà chia tay. Thì con tôi khổ. Tôi có nên cho Minh một cơ hội để sửa sai, để con có cha không hay là dứt khoát chia tay luôn chân nhẹ người bây giờ? Chuyện là hôm trước bỗng dưng cái bóng đèn trong bếp nhà tôi bị cháy. Vừa lúc bố mẹ chồng ra ngoài chơi, còn chồng thì đi làm. Chả nhờ được ai nên đành tự mò mẫm trèo lên sữa. Đàn bà con gái chưa làm chuyện ấy bao giờ, nên hì hụt mãi tôi mới sửa xong. Vặn ra vặn vào chừng 5 phút thì đèn bật sáng choang. Ánh sáng đột ngột khiến tôi phải quay mặt né ra chỗ khác, như định mệnh của nhau. Ánh mắt tôi va ngay vào bọc ni lông đen xì hình vuông ở trên đỉnh gốc tủ bếp. Tính tò mò trỗi dậy trong tôi, cái tủ bếp nhà tôi cao như tủ âm trần ấy, ai lại tránh mà để đồ tận đây, nhà thì toàn là chú lùng. Chưa hết, cả cái mặt tủ bụi mù lên, riêng chỗ bọc đen ấy lại sạch tưng, khiến tôi nghi ngờ có quỷ đen của ai đó cất giấu. Vàng giờ tăng giá, cầm bọc ni lông vừa cứng vừa nặng tay, mừng quá trời. Nhưng lúc nhà không có ai, tôi lôi vội bọc đen xuống xem có gì bên trong, phấn khởi mở vội túi ra, eo ơi có mỗi cái điện thoại, tưởng đâu gì quý giá, mà khoan, nhà tôi làm gì có ai thừa điện thoại cất tủ đâu. Nếu không dùng tới thì cũng chả ai vứt lên nóc cao thế này. Cả túi lẫn điện thoại đều sạch sẽ, chứng tỏ vẫn đang được sử dụng. Điện thoại tắt nguồn, tôi sợ mãi mới thấy nút mở. Khi màn hình vừa sáng thì hiện ra giao diện đòi mật khẩu. Mà hay ghê, mở nguồn lên cái là thông báo nhảy như bão. Chả hiểu sao tín hiệu vũ trụ, gửi cái gì mà tôi vã mồ hôi, tim đập nhanh muốn xỉu luôn. Đầu óc tôi ông ông hết cả lên để nặng mật khẩu. Bí thật chứ, chẳng biết điện thoại của ai Thì đoán mật khẩu kiểu gì bây giờ Bực mình tôi ném cái điện thoại xuống mặt bàn bếp Bỗng dưng tôi thấy mặt kính điện thoại Có mấy dấu gì đó mờ mờ Cầm nghiêng lên dí mắt và nhìn thật kỹ Tôi mừng hứng khi nhận ra Đó là dấu vân tay lưu lại trên màn kính Trùng với vị trí của bốn con số Trên bàn phím hỏi mật khẩu Muốn xác định rõ bốn con số đấy Nên tôi vội mở tủ lấy Gói bột mì ra Bốc một nhúm rắc ngay lên màn hình Quả nhiên bột mì bám dính lấy bốn chỗ được bấm nhiều nhất là 1570. Có vẻ như lần cuối dùng điện thoại, chủ nhân món đồ này không đi trên màn hình quá nhiều nên còn lưu nguyên dấu vân tay. Vừa mừng xong tôi lại tiếp tục lo, nghĩ xem với bốn con số đấy thì thứ tự nào mới chuẩn xác. Rung trung bấm thử giải đầu tiên là 1570, điện thoại rung tré lên khiến tôi giật cả mình. Sai bớt rồi, còn bốn lần nhập mật khẩu nữa trước khi điện thoại bị khóa, thử tiếp 1750, cũng không đúng, mồ hôi tay bắt đầu thúa ra bỗng dưng tôi liên tưởng đến cảnh mấy bà vợ lén lút điều tra chồng ngoại tình như trên phim nhỡ cái điện thoại này là của chồng tôi dùng để cặp bồ với một con nào đấy thì sao nghĩ mỗi thế thôi tôi đã thấy sôi máu quyết tâm tìm cho ra mật mã chính xác cắn đến sức cả da tay lần thứ ba tôi quyết định thử theo tổ hợp ngày tháng sinh là một bảy năm dù trong nhà tôi không có ai sinh nhật ngày đó nhắm tịt mắt khi bấm số cuối cùng ok máy đã được mở ra tôi dí ngay vào hộp tin nhắn chỉ có duy nhất một số lạ hiện trên màn hình với 12 tin chưa đọc. Em vừa mới đi khám tim về. May quá, mọi thứ vẫn bình thường. nay con trai đưa em đi siêu thị. Em mua được ít thuốc bổ. Mai em mang cho anh vài hộp. Đùa anh nói dối là ai đó biếu nha. Anh đâu rồi? Không trả lời em à? Người ta giỏi đấy. Ông thật là quá quắt Cuối tuần tôi không gặp ông ngoài công viên nữa. Đừng liên lạc với tôi. Hàng loạt tin nhắn, lũng củng, dấu có dấu không. Lại còn sai chính tả tôi đoán là được nhắn từ một chiếc điện thoại có bàn phím cơ kiểu cũ. Nếu là một cô gái trẻ trung sành điệu, đang lén hẹn hò với chồng tôi, thì chắc không có kiểu viết chữ cùi bắp thế này. Vậy thì ai đã gửi đóng tin nhắn này? Đang phân vân thì điện thoại lại đổ chuông. Thêm một tin nhắn nữa gửi đến, mở ra tôi ôm tim hú hồn. Đúng là bà Vân hàng xóm ở cuối ngõ nhà tôi đây mà. Trời ơi, bà Vân bình thường hiền hậu, chính chuyên lắm mà. Nay gửi cái hình selfie mà áo quay nửa ngực, da cổ thì nhăn nheo còn mở thừa nách nữa tay dơ cao môi biểu ra hờn dỗi trông thấy ghê vậy có lẽ nào bà vân ngoại tình với bố chồng tôi không chỉ vậy mới hợp lý với nội dung tin nhắn chứ chồng tôi thì không hề có biểu hiện bất thường nào lại càng không phải gu lái máy bay bà già đang xem dở thì nghe tiếng cười nói ngoài sân hình như bố mẹ chồng đã về không kịp trả cái điện thoại về chỗ cũ còn chưa kịp tắt nguồn tôi hoảng quá liền ném vào thùng rác dưới gầm bếp dúi túi bóng rác lên trên ngụy trang tôi giả vờ cười nói chào bố mẹ chồng rồi bê cái thang lại vào kho trên bài chuyện vừa thay bóng đèn mới, mặt bố chồng vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Rủ mẹ chồng tôi ra vừa ngồi uống trà mà tôi hoang mang quá. Trước giờ bố tôi ở sớm này vẫn nổi tiếng là yêu chiều vợ, giờ ngoại tình còn bình thản thế này đúng là ảo quá. Tôi tranh thủ lúc bố mẹ ra sân ngồi, tôi vội cầm ngay điện thoại của bố lên phòng giấu. Tối đó chờ phút về, tôi vội kể cho chồng nghe luôn, biết ngay là anh cũng giống tôi, sốc trụng trời căm nín, Bố chồng tôi đã hơn 60 tuổi, nghe nói hồi trẻ ông suýt cưới ai đó trong sớm, nhưng vì đi lính về lâu quá, sợ lỡ thì nên người ta đi lấy chồng mất tiêu, nên mãi sau mới lấy bà. Chả lẽ người bội ước với ông năm ấy chính là bà Vân, nhà cuối ngõ, lúc trẻ không đến được với nhau, nên giờ hai ông bà mới lén lút qua lại để bù đắp. Sao bố chồng tôi lại làm chuyện kỳ quặc vậy ta? Người khác biết được thì đúng là xấu hổ, Tính tôi mau mồm, ruột thẳng như ruột ngựa, nên không để được cái gì trong lòng. Bí mật to thế này mà bắt tôi sống để bụng chết mang theo thì ngang tra tấn tôi. Nhưng mẹ chồng tôi lành lắm, lại dễ xúc động thêm bệnh của bà nữa. Thực tâm tôi không ủng hộ việc bố giả dối, muốn vạch trần bố. Nhưng như tôi nói lúc đầu đó, chuyện từ mồm tôi ra, mà bà sốc quá có làm sao thì tôi mang tội. Chồng tôi cũng bảo tôi giữ bí mật đi, để anh tự giải quyết với bố, nên là tôi im ý là im với mẹ thôi chứ tôi phải lên đây để xả cho nhẹ lòng đấy sống với nhau sắp hết đời rồi mà còn vậy đúng là không ai biết trước được tương lai mọi người ha Em thấy có câu nói tại sao phải hạ thấp tiêu chuẩn khi ba tôi luôn yêu thương mẹ tôi, luôn đặt mẹ tôi lên trên hết và coi là tất cả của cuộc đời. Rất là đúng và hay nha. Ở đây có ai ước sau này sẽ lấy được một người chồng giống như ba mình không ạ? À? Chứ em chỉ mong chồng em sau này được một phần như ba em là em mãn nguyện rồi. Tại sao Ba và mẹ em năm nay đã 45 tuổi rồi. Ba của em là một người rất đáng yêu và nhây, nhưng mà rất yêu thương gia đình và người mà ba em yêu nhất là mẹ của em. Em và anh trai em chỉ là tệp đính kèm trong tình yêu của họ thôi. Chuyện tình ba mẹ em dễ thương lắm mọi người. Ba mẹ em quen nhau lúc học đại học. Mẹ kể cho em rằng hồi đó ba em trẻ trâu nhưng được cái đẹp trai nên mẹ cũng mê dũ lắm luôn. Em được nghe kể bố tỏ tình mẹ bằng cách cướp mít thầy hiệu trưởng. Xong đọc to rõ ràng em yêu chị nhiều lắm làm bạn gái em đi từ đó hai ông bà yêu nhau luôn. Chuyện tình của ba mẹ em kéo dài khoảng 4 năm thì ba mẹ em cưới nhau và có anh em trai. Rồi có em sau 2 năm, giờ thằng anh em đến tuổi lấy vợ rồi. Kỳ thật, đến người yêu nó cũng không có. Mỗi lần thấy bố mẹ em ngồi tình cảm với nhau, thằng anh em sẽ lại tức mắt, nói muốn lấy giấy bút ra học hỏi cách bố tán gái. Chắc thằng anh em chê nhà bình yên quá nên muốn chọc cho hai ông bà dỗi nhau. Mẹ em thì hỏi thế, anh còn tán ai ngoài em? bố em thì cứ thề thốt anh chỉ có mình em thôi rồi đuổi thẳng anh em ra cửa nếu mày không cưới được vợ thì biến ra ngoài đi tìm người yêu nhanh đừng hòng ở đây chia rẽ tình cảm của vợ chồng tao không có cái mùa xuân đấy đâu ba rất yêu mẹ và chiều mẹ vậy nên ba em rất chăm chỉ và chịu khó việc nhà việc gì ba cũng làm đi làm về thì cũng vào làm việc nhà luôn nói chung là ba em siêu chăm chỉ làm việc nhà vì thương vợ còn em với anh trai làm việc nhà thì ba em sẽ kêu chúng mày làm ăn chả ra sao cả làm cái gì tao cũng phải làm lại Tốt nhất tao tự làm cho nhanh Chúng mày không phá vợ tao là được Bảo xa hao ông bà Đến gần đầu năm rồi vẫn cứ tình cảm Điều tuyệt vời ở đây là ba em không cờ bạc, gái gú, rượu chè. Nếu có cờ bạc thì chỉ là đánh bài cùng con cháu trong nhà cho vui thôi. Rượu chè thì ba em không nát rượu. Khi nào ba phải đi làm việc thì ba chỉ uống một chút xong thôi. Vậy nên em cảm thấy rất may mắn khi sống và lớn lên trong một môi trường hạnh phúc như này. Ba em chưa bao giờ hết nặng lời với mẹ là như thế nào. Còn em ấy hả? Ăn chửi như cơm bữa, chê em không học giỏi bằng một gốc của mẹ. Không chỉ mắng lúc học bài mà em còn bị chửi lúc chơi game nữa. Chắc chắn em sẽ bị chửi khi chơi game ngu. Có mấy lần ba em vừa chơi game vừa chửi, nhà em có bộ PS4, thì ba em chơi game trên đó, em thì chơi game trên máy tính ở trên phòng. Ba em chửi mà em nghe rõ mùng một, một một từng lời luôn á. Thế mà mẹ coi ba chơi game cũng chơi em. Ui, sao con gái mình chơi tệ thế? Cả em với anh có ai như thế đâu. Hay có khi nào mình bế nhầm con ở bệnh viện không chồng? Em nghe mà em tức á mọi người. Thằng anh em bảo rằng em non lắm, không đấu lại được với ba mẹ đâu. Chưa hết, còn cả chuyện ba em rủ em đi hái trộm xoài nữa. Cái hôm đó là em về nội chơi Ba dẫn em đi quanh sớm Đến cây xoài của bà Hường chim mồi Em cũng không rõ tại sao lại gọi là bà Hường chim mồi nữa Ba em nhìn lên cây xoài Thấy có mấy quả gần chín hoặc là còn hơi non Ba liền bảo em trèo lên hái rồi ném xuống cho ba. Dù lớn rồi nhưng em vẫn đam mê trò trèo cây này phết nên em liền lên hái. Mới vặt được năm quả thì bà hàng xóm liền đi ra. Khi bà thấy em ba liền la lớn, bớ làng sớm ơi, con cái nhà ăn trộm xoài cho tôi nè. Em chưa kịp trèo xuống thì bị bắt, còn ba em thì căng cơ đít hít cơ mông vẫn nổi công mà chạy đi luôn. Ba thì chạy về nhà, còn em thì bị bà hường mắng cho một trận rồi bảo em dẫn bà sang nhà em ngậm ngùi dẫn bà hường về nhà bà nội em khi đến nơi thì bà ấy liền sổ một tràng mắng vốn cho bà nội nói em là lớn tướng rồi con gái con đứa còn đi treo leo trộm xoài mẹ em phạt em ướp mặt vô tường ông ba em thì hay rồi cứ ngồi đó nhìn em đứng rồi trêu khen khen tên thật sự là thiên vị hết sức. Lần gần đây nhất á, thì bố em đưa mẹ đi công chứng, rồi hai ông bà đêm đêm đi lượn với nhau vào quán cà phê chụp ảnh các thứ, đăng lên mạng, một cách mùi mẫn là cùng em yêu du hí, xong tác cả tên mẹ em vào. Trên trang cá nhân của bố em trừ mẹ em ra, thì không có người con gái thứ hai nào xuất hiện, kể cả đứa con gái là em đây. Em thấy ngưỡng mộ tình cảm của ba với mẹ lắm. Mẹ cũng bảo rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Sau này nhớ chọn người đàn ông yêu em thật lòng vào để không phí một kiếp làm người. Một người yêu em thật lòng như cách mà ba đã yêu mẹ vậy. Thời buổi này, trâu già thì thích gặm cỏ non, còn trẻ con thì thích chơi đồ cổ. Không giấu gì mọi người, mình cũng thích gặm cỏ non đây. Xin tự giới thiệu mình là Ngọc, năm nay vừa tròn 25 mùa xuân, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Mình rất là mình đã trải qua một vài mối tình nhưng kết quả thì cũng chẳng đi đến đâu. mình toàn vướng vào mấy ông sống theo chủ nghĩa gia trưởng mới lo được cho em. quen nhau một hai tháng là mình phát hoảng à. ngay lúc mình sắp buông xuôi cái đường tình duyên rồi, thì con quỷ tình yêu lại va vào cuộc đời mình. chả là mình quẹt mấy áp hẹn hò thì được một em trai inbox làm quen. ấn tượng ban đầu là cậu em này đẹp trai, mặc thư sinh, body xấu muối. với độ mê trai đẹp bẩm sinh như mình thì mình bắt chuyện nhiệt tình luôn. tìm hiểu mới biết em trai này tên Kiệt ở Sài Gòn, kém mình tận 4 tuổi và đang là... Là sinh viên trường kinh tế. Càng nói chuyện lại thấy hợp cả nhau quá. Kiệt dễ thương, nói chuyện tinh tế, thú vị nên mình cứ bị cuốn vào. Kiệt còn là người chủ động tán tỉnh mình tới tấp. Ngày nào cũng nhắn tin quan tâm hỏi hang mình, đang làm gì, ăn cơm chưa chia sẻ với mình hôm nay em ấy đi học như nào. Mà Kiệt ngọt ngào lắm. Hôm Valentine 8 tháng 3 đều gửi quà ra cho mình. Tối đến thì video call vừa đàn vừa hát cho mình nghe. Xong còn tỏ tình mình kiểu em thích chị thật lòng, chị đồng ý làm bạn gái em nha. Thề luôn, đố ai cưỡng lại được sức hút của trai đẹp mà còn là good boy như này. Thôi, chiếc phi công này nhất định phải thuộc về mình. Tụi mình quen nhau ngót nghét được gần nửa năm, thì kiệt bảo sắp phải thi tốt nghiệp. Thế là mình cũng quyết định bay vào Nam để cổ vũ tinh thần cho người yêu, còn chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Mình đi nhưng mà không bảo trước vì muốn tạo bất ngờ cho kiệt. Đến nơi mình mới gọi kiệt ra đón, nhưng kiệt bảo bận nên là mình tự bắt xe lên khách sạn trong đầu còn háo hức, mong được gặp người yêu. Mình có nhắn tin cho Kiệt địa chỉ khách sạn, Kiệt cũng bảo xong việc sẽ qua đón mình. Thế là mình ung dung, nằm trong phòng nghỉ ngơi rồi lướt phở bò, tiện thể chết xem ở Sài Gòn có chỗ nào ăn uống ngon không, rồi đợi người yêu qua đón. Đang lượn lờ qua mấy group review chỗ ăn chỗ chơi ở Sài Gòn, thì mình vô tình lướt trúng một comment tác tên người yêu mình. Mà quan trọng là Kiệt còn rép lại kiểu, chị bay vào đi rồi em dẫn đi chơi, Má đọc xong là thấy drama liền Mà cái comment đó cũng chỉ mới cách đây mấy hôm à Mình tức tốc vào chết ạc chị kia Xem như nào thì rồi ôi Toàn ảnh chụp tình tứ của bà với Kiệt Chỉ mới vừa ướp vào hôm qua Nào là đi ăn, đi chơi Kề má khóa môi các kiểu Bà chị này sinh năm 96 cũng ở Hà Nội Mình còn thấy cả cái test bà khoe Được Kiệt đón ở sân bay hai hôm trước Bà máu sáu cơn Mình cáp bằng hình rồi inbox luôn cho bà chị kia hỏi chuyện Thì bả cũng bảo là bả với Kiệt đang là người yêu Tìm hiểu nhau được gần 4 tháng, mình với bà đối chất với nhau xong mới biết là bị chàng phi công xinh ngoan yêu này cấm sừng mẹ rồi. Bà chị này cũng bay vào thăm người yêu, tối nay là ba bay về Hà Nội. Cảm giác lúc đó hoang mang thật sự, gọi điện thì Kiệt khóa máy, nhắn tin không trả lời, đang chưa biết làm như nào, thì bà chị kia lại gọi qua cho mình bảo là bà biết chỗ trọ của Kiệt, đòi đèo mình qua đó ba mặt một lời. Mình chả suy nghĩ gì mà ok đi luôn, tự tình địch, mình với bà trở thành chị em đồng minh, đi tóm tra nam. Mình với bà dắt díu nhau qua tận trọ thì bạn cùng phòng bảo không có Kiệt ở nhà. Mình gặn hỏi nhưng thằng bé không nói, thấy thế bà chị đi cùng mình hào phóng rút ra năm cũ, dúi vào tay, thế là mới khai hết, Hóa ra nó bảo bận, nhưng là bận xếp lịch đi hẹn hò với Sugar Mummy, ngáp ngáp U40 ở nhà hàng. Má sốc thật, lúc thấy mình với chị kia tới thì nó hoảng lắm, chối đây đẩy bảo không quen tụi mình, còn định đánh bài chuồng, nhưng bị mình tóm lại. Bà chị đi cùng mình nghe nó bảo không quen xong cũng điên máu, cầm cái túi sách vụt mấy phát vô đầu nó, vừa vụt vừa chửi, cạp mồm nhau xong rồi bảo không quen à, thằng tồi bả đem bằng chứng này nọ ra thì nó mới im mởm, bốn mặt một lời nên nó đâu có chối được. Hóa ra là nó cưa một lúc cả ba chị. Ai nó cũng dở cái bài em thích chị lắm, chị là mối tình đầu của em đấy. Dẻo mồm như thế bảo sao tụi mình không đổ. Mà thiệt hại nhất chắc là bà chị Sugar Mommy kia vì bị nó lừa tình lẫn tiền. Nào tiền học, tiền trọ, tiền mua xe cổ của nó đều là bả lo. Còn định đợi nó tốt nghiệp xong sẽ đầu tư tiền cho nó làm ăn. Thấy không cứu vãn được tình hình Nên nó quay sang nài nỉ văn xin bà chị Sugar Mommy kia Bảo là em yêu mỗi chị thôi Hai bà này là em quen qua đường Chả có tình cảm gì cả Mình với bà kia nghe mà sôi cả máu Lao vào tẩn cho nó một trận thăm mắt tím mũi Bà chị Sugar Mommy kia thì cũng cho nó vài đường quyền Dọa nó nôn hết tiền ra trả cho bà Nếu không thì bà cho người xử mình cũng cho nó ăn phốt ngập mồm trên Facebook, má giờ ngồi máy bay về mà vẫn còn cay, tưởng chén được chiếc phi công ngon nghẻ, ai ngờ bị nó dụ ngược lại, mà đau nhất là nó chỉ coi mình như lớp dự phòng trong bộ sưu tập máy bay của nó, đã vừa mất tiền, mất bồ còn mất công bay ra bay vào, cay hơn cả ớt. Em em nghe anh giải thích đi đã, đúng là dây chuyện này không đắt tiền đến thế, nhưng mà tốt xấu gì cũng là từ cửa hàng trang sức có tiếng mà em. Còn hôm qua là ngày sinh nhật của Ngọc Tiện anh tặng quà cho cô ấy luôn Chứ không có ý gì đâu cả À thế à Thế ra là tôi hiểu nhầm cơ đấy Cái sợi dây chuyền hàng khuyến mãi này Nếu như bạn tôi không phát hiện ra Chắc anh vẫn định dắt mũi con bò này đúng không Cho đến giờ phút này Mình vẫn nhớ mãi cái ngày sinh nhật 28 tuổi vừa qua Bởi đấy là lần đầu tiên Mình được bạn trai tặng quà xa xỉ À nói là xa xỉ Vì mình cứ nghĩ sợi dây chuyền ấy đắt lắm Bét cũng phải là tiền triệu, ngờ đâu nó lại là quà khuyến mãi mà trẻ con cũng chẳng thèm dùng mọi người ạ à. khóc xưng mắt cả đêm xong sáng nay mình đã nhắn tin cho gã bạn trai hiền hạ tuyên bố sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh ta dĩ nhiên là người yêu mình mình sẽ không nói ra thằng đó tên là duy quê thanh hóa đâu nhưng anh ta chẳng có quyền đòi hỏi gì ở mình sau khi đã lừa dối bạn gái một cách ngoạn mục thôi nhân tiện đây để kể cho chị em nghe cụ thể câu chuyện về người bạn trai kỳ diệu này nếu ai có quen duy thì nhớ bê dép sách quần mà chạy cho nhanh Duy hơn mình một tuổi, là hàng xóm cùng dãy trọ với mình. Sau khi chuyển về khu chung cư mini ở Mỹ Đình, mình đi làm bận rộn đến mức toàn tối muộn với lết về ngủ. Cái nhà để xe có bậc cửa hơi cao, nên nào mình cũng phải dắt lên xuống khá vất vả. Mỗi lần gồng tay lên để đẩy, mình chỉ muốn chửi ông nào thiết kế ra cái bậc chết tiệt này. Một hôm mình mệt quá, nên nghiêng xe suýt ngã. Chẳng biết Duy từ đâu phi ra đỡ giúp mình phía sau. Thế là mình trúng tiếng xét ái tình, ngay lần đầu chạm mặt chủ động theo đuổi anh hàng xóm tầng trên bằng chiêu mặt dày. Sau hai tháng kiên trì, cuối cùng Duy cũng đổ, chính thức trở thành bạn trai của mình. Chúng mình rất hợp nhau nên ít khi cãi vã, Duy hiền và chịu chuộng bạn gái nên cả dãy trọ đều ghen tị với mình. Cứ nghĩ mối tình của mình sẽ trôi qua êm đềm như vậy, sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau ăn cơm. Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi thay khi Duy đưa mình đi gặp bạn thân khác giới của anh. Chị ấy tên là Ngọc, mới đi du học nước ngoài mới về, hiện tại đang làm cho một công ty lớn chuyên ngành luật ban đầu mình nói với bạn trai rằng ngưỡng mộ chị ngọc còn trẻ mà giỏi giang như thế thì chắc khối anh theo chẳng ngờ nói vậy xong duy tỏ ra khó chịu bảo mình là ngọc chẳng thích ai đâu sự xuất hiện của ngọc làm cuộc sống yêu đương của mình đảo lộn hết duy ít ở nhà ăn cơm với mình hơn hẳn toàn bảo ăn bên ngoài với chị bạn ấy những buổi hẹn hò cà phê lãng mạn của hai đứa bị phá vỡ bởi ngọc luôn đòi đi cùng thậm chí chị ta còn tham dự cả tiệc kỷ niệm hai năm yêu nhau của chúng mình khiến mình bắt đầu thấy bạn thân của duy vô duyên hết chỗ nói một hôm trời mưa to mình lên giường ngủ sớm nhưng linh tính mách bảo nên mình mò lên phòng duy ngó lên tầng thấy anh vẫn bật đèn mình định bụng sẽ trêu anh một trận nhưng khi vừa bước đến cửa thì mình phát hiện ra đôi guốc con gái màu trắng để ngay ngắn trên giá dép liếc qua cái khe hẹp mình nghe tiếng rì rằm nói chuyện bên trong lẫn với tiếng máy xấy tóc cơn ghen bốc lên đỉnh đầu mình đạp cửa xông vào thì nhận ra cô gái lạ chính là ngọc mình hỏi duy lý do bạn thân của anh có mặt ở phòng trọ giữa đêm khuya anh bảo chị ấy mắc mưa nên ghé vào trú tạm ô hay trú thì thiếu gì chỗ mà trùng hợp sao á chị ta phải chui lên tận phòng của người yêu mình đã thế ngọc còn mặc bộ quần áo ngủ của duy nữa nói thiện hại nhưng đúng là chị ta cởi cáo ngực ra phơi ngay cửa sổ đi du học cái kiểu gì mà ý thức kém vậy không thấy có miếng duyên nào luôn mình bực tức bỏ về phòng Duy nhắn tin gọi điện xin lỗi mình không thèm đáp lại Tối hôm sau vừa đi làm về Duy đã đứng chờ sẵn và chìa ra hộp quà nhỏ Anh bảo đó là quà sinh nhật sớm dành cho mình Bởi sau hôm đấy Hai hôm chính là ngày mình tròn 28 tuổi Mở ra thấy sợi dây chuyền nhỏ xíu hình mặt trăng Mình sướng quá quên cả giận Lại tiếu tích đi nấu cơm cho người yêu ăn Chờ đến ba hôm trước Mọi chuyện vỡ lỡ Mình bắt được tin nhắn Duy trò chuyện với Ngọc Chả hiểu sao anh lại gọi bạn thân là cưng mình tức quá xong vào đánh Duy, vật lộn kiểu gì mà cái dây chuyền bị đứt, mặt trăng gãy làm đôi. Duy vội vàng nhặt mấy mảnh gãy lên, mình chả quan tâm nên bỏ về. Đêm đó nghĩ lại, thấy mình hơi quá đáng, mình khẽ mò lên phòng định xin lỗi Duy, thì thấy anh đang cặm cụi ngồi sửa lại cái dây chuyền. Xúc động quá nên mình lại bỏ qua cho anh, nghĩ rằng mình không nên ghen với bạn thân của anh nữa. Thế nhưng hôm qua mình lại vô tình thấy Duy like bức ảnh mới trên Facebook chị Ngọc, khoe đó là quà sinh nhật từ một người đặc biệt. Cơ mà ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó Thế quái nào sợ dây chuyền kia Lại giống hệt của mình mới sợ Vội nhắn tin cho Duy xem có phải đó là quà anh tặng không Anh ấp úng hồi lâu Nên mình chạy thẳng lên phòng hỏi cho ra lẽ Em em nghe anh giải thích đã Đúng là dây chuyền này không đắt tiền Nhưng mà tốt xấu gì cũng là từ cửa hàng trang sức có tiếng mà em Còn hôm qua là ngày sinh nhật của Ngọc Tiện anh tặng quà cho cô ấy luôn Chứ không có ý gì cả đâu À thế à Thế ra tôi hiểu nhầm cơ đấy cái sợi dây chuyền hàng khuyến mãi này Nếu như bạn tôi không phát hiện ra Chắc anh vẫn định dắt mũi con bò này đúng không Thật hay đắng làm sao Hóa ra mình đã bị lừa dối suốt 2 năm qua Và chỉ là một người thay thế trong lòng Duy mà thôi Vốn dĩ Duy đã thích Ngọc từ xưa Nhưng vì nhát nên anh chưa bao giờ tỏ tình Dù làm bạn trai của mình Nhưng anh vẫn đối xử với chị ấy một cách ưu ái Vậy ra mình ghen là đúng Chứ chẳng hề sai tí nào Sinh nhật Ngọc trước mình một ngày Nên Duy cố ý chọn trang sức Để gây ấn tượng với chị ra shop thấy người ta khuyến mãi, mua một tặng một, nên anh mới nghĩ đến mình. Dây xịn 5 triệu bạc anh tặng Ngọc, còn mình á, thì anh lấy cái dây chuyền rẻ tiền để gói vào chiếc hộp khuyến mãi. Đúng lúc đấy mình sắp khóc, thì Ngọc lại đến, chị ta rủ chúng mình đi ăn tiệc mừng. Thế mà Duy vẫn tỉnh bơ như không hề có lỗi với mình, bắt mình đi thay đồ để dự bữa ăn. Ngọc mời. Mình cười khẩy, sinh nhật bản thân với anh là dịp long trọng, nhưng sinh nhật bạn gái anh lại coi như trò đùa. Mình ngồi bệt xuống góc tường chả biết nói gì thêm ngọc cuốn quýt hỏi xem bị làm sao nhưng lúc đấy mình chỉ muốn giật đứt cái dây chuyền trên cổ chị ta đúng là đời này chả có tình bạn khác giới đâu chỉ có dối trá mà thôi